Xin chào các bác nhá, chào các bạn nhá. Dưới màn hình là con mục của các bác nhá. Đây là đợt cuối năm 2018, 2017 âm lịch, chuẩn bị bước sang 2018. Đây là ngày các bạn này. Trên màn ảnh các bạn đang là ngày 25 tháng 1 2018, nhưng thực tế là hôm nay là ngày 29 tháng 1 2018, bởi vì là cái báo gia đình đời sống này thì hôm nay mới có báo mới, tôi chưa chưa cập nhật được. Nhưng mà riêng báo gia đình đời sống thì số nào cũng thế, cô gái rất xinh và phía dưới là con mồ cùi. Đây là con mồ cùi chúng tôi mới nhập về các bác nhá. Đây này con này, đấy, 1 2 3 4 thùng. Đây này các bác này, đấy, dưới đây là toàn bộ mồ cùi còn đang sống ấy nhá. À, còn đang sống thôi nhá. Đây còn đang sống ấy. À, số điện thoại liên hệ các bác nhé, 0932340345 nhé. Tất cả bộ củi còn sống thì bộ củi này trước khi gửi cho các bác ở xa thì là tất cả chúng tôi nhập về là một củi sống, và chúng tôi sẽ sơ chế bằng cách là tôi sẽ nhặt sạch, rửa sạch rồi mang rang hay gọi là sấy khô để gửi cho các bác. Đấy, những bác ở quá xa thì có thể phải thêm một vài giọt rượu vào để chống mốc, bởi vì những con bộ củi thì nếu mà để rang lên mà để nhiệt độ thường ấy thì chỉ để được vài ngày thôi, hoặc là hơn tuần thôi. Còn nếu mà từ 2-3 tuần trở lên thì phải cho một vài giọt rượu vào để chống mốc. Đấy. Bò củi rang lên gửi cho các bác vẫn đảm bảo nguyên chất nhé. Còn về các bác sử dụng, các bác có thể nướng thêm hoặc là rang thêm, hoặc là cho vào ngâm rượu trực tiếp. Rồi, tôi xin tạm dừng để quay đây chút nhé. À, đây là công đoạn là rửa con bò củi nhé. Các bác thấy dòng nước nó đang chuyển động. Đây các bác thấy không? Đấy, đây là đoạn rửa con mục củi nhá. Con mục củi được rửa dưới cái vòi nước này. Đấy, được thì loại bỏ toàn bộ các cái tạp chất ra. Xong đó thì sẽ được đưa vào rang hoặc cả sấy nhá các bác nhá. Đây các bác nhá, con mục củi này nó được rửa qua rất nhiều nước và đã rất sạch rồi các bác. À, tôi rất cỡ xem. Đấy, con mục củi rửa qua nước rất sạch rồi. Bây giờ sẽ là đoạn tiếp theo là đoạn rang nha. Tôi sẽ cho vào chảo rang sao vàng hạ thổ, gọi là sao vàng lên nha các bác nhá. Đây trước khi rang thì các bác hãy chuẩn bị cái chảo này, các bác hãy rửa sạch cái chảo nhé. Sau đó thì các bác chuẩn bị một cái vung, một nắp vung nhé, để đậy lại. Có biết sao nó nhảy. Bây giờ tôi sẽ cho con bột củi lên nhé. Tôi sẽ cho con bột củi lên để ra. Đây là cái số điện thoại liên hệ tôi nhé, 0932340345. Chúng tôi luôn lấy những con bột củi sống rang lên và gửi hàng cho các bác. Chuyên hàng các bác dùng sẽ rất là đảm bảo. Rồi, khi rang thì các bác sẽ thấy tiếng nó lách cách. Rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu rang con bột củi. Một tí nữa các bác sẽ nghe tiếng nó nhảy rất... Này, các bạn nghe tiếng gì chưa? Đấy, tiếng bột củi nó nóng và nó nảy lên đấy. Thì rang con bột củi này thì các bác rang với nhiệt độ, tức là cái ngọn lửa thì vừa phải thôi, không to lắm. Hay là đây các bác có thể xem ngọn lửa này. Rồi coi nhá. Các bác có thể xem ngọn lửa. Thời gian rang con bột củi này thì các bác rang trong vòng khoảng từ 10 đến 15 phút, thông thường là 15 phút. Bác rang đến một lúc sau thì sẽ cho nhỏ lửa lại. Tầm 10 phút thì cho nhỏ lửa lại và
rang khoảng 5 phút nhỏ lửa để cho nó on, và như thế là nó sẽ khô những con mục củi và có thể bảo quản được lâu. Con mục củi rang sau thì các bác hạ thổ nhá. Rồi thì cây con mục vẫn đang nhảy phía trong, nó chưa chết hết rồi, một lúc nữa nó mới chết hết. Đấy, các bác thấy tiếng lách cách lách cách. Bây giờ mở vung ra là một số đồng chí là sẽ ra ngoài ngay lập tức. Cơ bản là các đồng chí bộ củi đã làm y biết rồi. Đây các bạn. Đấy. Đấy, các bác cứ rang như này trong thời gian tầm 15 phút nhá. Nếu như bác nào muốn lấy con mục củi sống, thì con mục củi sống này thì chỉ những bác ở gần Hà Nội địa điểm của chúng tôi thì có thể lấy được thôi, còn lại những bác ở xa thì thật sự các bác lấy những số lượng lớn hoặc là thật tiện đường xe thì chúng tôi mới gửi được, thế còn thì không tôi chỉ gửi qua đường bưu điện thôi cho nó tiện các bác nhé, các bác về cứ việc dùng luôn thôi. Rồi tôi sẽ tạm dừng cái video này lại một chút để hoàn thành cái việc rang này nhá. Thì các bạn là con mục củi chúng tôi đã rang xong rồi đây. Thì sau khi rang xong rồi nó có cái mùi thơm rất đặc trưng của con mục củi. Thì sau khi rang xong thì các bạn hãy cho vào cái khay các bạn để dưới đất. Đây. Đấy, coi như là đây là cái khay. Đấy. Bạn sẽ để cái khay ở dưới đất này nhé. Đây. Đấy, chúng tôi làm theo đúng quy trình này và từ con mục củi còn sống nguyên rang lên và chúng tôi để dưới đất hạ thổ này. Sau đó thì để nguội sẽ đóng túi và gửi cho các bạn. Các bạn nào có nhu cầu sử dụng cái con mục củi này thì hãy đăng ký mua với qua chúng tôi nhé. Đây là cái số điện thoại của chúng tôi, 0932340345 nhé. Đây là con mục củi các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video sau. Các bác hãy đăng ký kênh của chúng tôi để luôn luôn nhận được những video mới nhất, và các bác có những bài thuốc gì thì cũng xin mách cho chúng tôi để chúng tôi biết để chúng tôi chia sẻ cho mọi người. Xin chào các bác nha.